Cái anh kia anh làm giờ bài tôi rồi, để đi chứ. Bạn này đủ chưa? Ô, cái anh kia. Bỏ đi chị ơi, chúng ta ghê đó. Là anh hả? Sao đây? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có cho ai ngủ không hả? Dạ. Dạ, ổn rồi. Chắc do mọi người hơi say thôi. Tôi sẽ báo quản lý. Tùy cô.